Hải xin kính chào tất cả cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Hải Đường Phố và hôm nay Hải đang có mặt tại tòa nhà IFC One Sài Gòn để có thể cập nhật những hình ảnh mới nhất gửi tới tất cả cô chú anh chị và các bạn. Và hình ảnh mọi người đang nhìn thấy là phía trước là tòa nhà IFC One Sài Gòn đang tiến hành rải và trồng cây xanh ở phía bên dưới để tạo thêm điểm nhấn của tòa nhà này, thì mọi người có thể nhìn thấy đấy ạ. Sáng đến giờ thì đã được trải từ phía bên kia sang phía bên này rất nhiều cây leo xanh ở khu vực này và tạo ra một điểm nhấn rất là đẹp và nhìn và rất là mát mắt đúng không mọi người. Thì Hải sẽ hôm nay sẽ phép được cập nhật gửi tất cả mọi người nha. Thì hôm nay đang ở phía bên tay phải của Hải thì mọi người có thể nhìn thấy đang có một đội thợ đang tiến hành lắp những chiếc tam giác vải rồng ở dưới cùng. Mọi người có thể thấy đó, ở phía bên tay phải đó đang có một đội thợ đang tiến hành lắp những cái chiếc tam giác vải rồng cuối cùng ở phía bên này. Thì ngày hôm qua thì Hải có thể cập nhật cho tất cả mọi người cùng xem rồi về quá trình test thử đèn LED về tối ngày hôm qua và tối ngày hôm kia. Thì tối ngày hôm kia thì đẹp hơn, tối ngày hôm qua thì chỉ là thử một số đèn LED chiếu sáng ở đến một nửa của cái tòa nhà này. Thì mời tất cả mọi người mình cùng đi theo Hải và có thể cập nhật những hình ảnh mới nhất về quá trình xây dựng của tòa nhà này nha. Thì hôm nay Hải lát sẽ đi sang bên hướng công viên Bạch Đằng sẽ cập nhật về hướng bên đấy cho mọi người xem rõ về chi tiết ạ. Mời tất cả mọi người cùng đi theo Hải. Thì đứng về hướng này thì nó hơi ngược nắng một xíu á, cho mọi người xem nó hơi khó. Mọi người có thể nhìn thấy là khu vực này đấy, nước sông rút hết khá nhiều. Thường thường buổi chiều nó mới rút mà không biết hôm sau, hôm nay nó rút sớm thế. Nó hết rồi mọi người, lục bình không biết ở đâu đẩy tới rất nhiều luôn á. Thì hôm nay thời tiết Sài Gòn nó còn nắng nên cũng ít người ghé qua đây. Thì ở phía bên này thì mọi người có thể thấy là có một đội thợ đang tiến hành lắp kính và cũng như là lắp vải rồng ở khu vực này đấy ạ. Thì bây giờ chỉ còn có khoảng 3 ngày nữa là tới mùng 2 tháng 9 rồi nên công trình cũng đang đốc thúc đẩy rất là nhanh. Mọi người có thể thấy là công trình này làm rất là nhanh so với nhiều công trình khác luôn mọi người. Chỉ mới 2 tuần mà đã làm hoàn thành gần như là hoàn thiện cái mặt hướng về quận 4 rồi. Bên đường Hàm Nghi thì đã dùng lớp phủ mô phỏng quá trình lắp tam giác vải rồng đã hết rồi mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy đây, khu vực này đang tiến hành lắp tam giác vải rồng cũng như là đang lắp hệ thống đèn LED. Thì còn phía bên này thì mọi người có thể thấy là các cái trụ nhà được sơn hết màu đen và dưới trần nhà cũng được sơn màu đen luôn rồi. Thì nếu mà tòa nhà này mà xong hứa hẹn là sẽ là rất là đẹp. Và như Hải được cập nhật thì thấy thì tòa nhà là tiên đồn là 1 tỷ 1 mét vuông mọi người.
bao gồm là tầng trên là chung cư và dưới là trung tâm thương mại cùng với văn phòng, các ốc văn phòng ở khu vực tòa nhà này. Tam giác bề rộng gần như là lắp xong 90% rồi, còn ở phía bên trên thì chỉ còn một ít nữa là xong mọi người. Thì phía bên này thì đang tiến hành làm, hôm nay cũng thợ làm phía bên trên là nhiều, phía bên dưới này chỉ có một đội thợ đang làm ở phía bên dưới này thôi và đang dựng giàn giáo. Mọi người có thể thấy là bắt để trồng những cái cây xanh. Lớp kính cũ này mọi người thấy bóc ra rất là đẹp luôn đấy, đẹp có khi nhiều khi còn đẹp hơn kính mới luôn. Dù là đấy thời gian rất là lâu rồi, 10 năm đấy mọi người, 10 năm để chống không hoạt động.